Hello mọi người, mình đã quay lại với một video mới đây. Mình nghĩ là mọi người có thấy dòng son bóng In Glassing Color Gloss của nhà Peri Pera cực kỳ viral thời gian gần đây. Thật ra dòng này ra mắt từ hồi đầu năm 2023 rồi, mà dạo gần đây mới được mọi người chú ý nhiều hơn. Trải nghiệm đầu tiên của mình về dòng này thật sự không tốt, nhưng mình quyết định mua lại một số màu được khen nhiều gần đây để review lại cho mọi người. Hiện tại thì dòng này có hai phiên bản, bản thường và bản kết hợp với BB. Đầu tiên là bản thường, như mọi người thấy thì thiết kế của bản này dạng trụ tròn lùn béo rất là đáng yêu, cầm chắc tay, vỏ trong dễ dàng nhìn thấy được màu son bên trong, cỡ son rất to và khi rút ra hơi khó, nhưng chính điểm này làm cho son không bị trào khi để trong túi. Đầu bông cọ cũng rất là dễ tán son. Màu được mọi người khen nhiều nhất là màu 03 Chilling Rosy. Chất son là dạng gloss hơi sệt, không đặc và không bị dày. Màu 03 là tone hồng đất ấm, cực kỳ dễ dùng và phù hợp cho mọi tone da. Chất son của màu 03 sệt, ít trượt trên môi, ít bị chảy và cũng không loang lỗ như màu 02 mình từng dùng thử khi son mới ra. Độ bóng theo mọi người thấy là khá cao, che phủ vân môi cũng rất tốt. Tuy nhiên chất son chỉ hơi sệt và vẫn có độ lỏng nên mọi người lưu ý hạn chế bặm môi tới lui nhiều lần. Màu này thì yên tâm là có make up hay để mặt mộc đều có thể dùng được nha. Tiếp đến 08 cũng được mọi người khen khá nhiều, tuy nhiên thì mình thấy chất son của màu này không được như màu 03 đâu nha. Có thể do đây là tone hồng nude bạc cho nên chất son lên môi không đều màu và cũng không che được khuyết điểm của môi. Đó là chưa kể màu son này rất bạc da, khó dùng kể cả có make up, chất son bị chảy và trượt nên mọi người cũng khó làm son top. Mình đã có thử kết hợp màu này với son lót bên dưới thì cũng không ăn nhập gì hết. Mình không recommend mọi người mua màu này nha. Màu 06 Made It cũng là một màu son viral không kém như màu 03. Bản này là một tone nâu đỏ trầm, ánh nâu nhiều hơn ánh đỏ. Mình thấy chất son giữa các màu không được đồng đều. Màu này thì lại có độ trong cao, cho nên lên môi nhạt hơn lên tay khá khá. Màu son lên môi mình sẽ hơi phơn phớt, xíu ánh đỏ và nâu, không đều màu và hơi động rãnh môi. Tuy nhiên mọi người vẫn dùng được vì màu này lên môi tự nhiên, không bị quá dư. Độ bóng cũng khá là cao. Mùi hương của son bản này y như là mùi kẹo Ampelibe. Mình thấy mùi này không nồng gắt, không lẫn mùi hóa học, khá là dễ chịu. Tiếp đến thì mình có phiên bản mới nhất kết hợp với BB. Cây son không có gì khác biệt ngoại trừ màu của nắp son và trên thân son sẽ có tên BB. Dòng chữ tiếng Hàn này biểu tượng cho BB kết hợp với Peri Pera nha. Bản này thì mình thấy rất ít shop có và giá cũng cao hơn bản gốc. Tuy nhiên cá nhân mình thấy là xứng đáng, nhất là ở chỗ chất son có cải tiến, sệt hơn, đồng nghĩa với ít bị chảy hơn. Cho dù bặm môi thì son cũng rất ít bị xê dịch. Thứ hai là màu son, màu 10 Dreamy Mouth là một tone hồng nâu ánh tím. Theo mình thấy là ấn tượng nhất trong các màu luôn và sẽ xinh nhất cho các bạn có cool undertone, có cả ánh đất rất dễ dùng. Mặc dù da mình thiên về tone ấm nhưng màu này đúng gu mình nên mình dùng sẽ có kết hợp thêm make up. Chất son của bản này cũng lấp đầy rãnh môi tốt hơn nhiều, không bị động vào rãnh môi, đều màu và không bị loang lỗ đâu nha. Vừa rồi là các màu Peri Pera In Glassing Color Gloss mình có. Đặc trưng son gloss thuần không có tint là không giữ màu lâu. Dòng này sẽ giữ màu tầm 2-3 tiếng đối với màu nào có chất sệt. Còn màu có nhiều độ trong và lỏng hơn thì chỉ giữ hơn 1 tiếng thôi. Lâu đi thì trôi hết nha. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Bye!